Chào các bạn nha, mình là Nguyễn Ngọc Thanh đây. Thì hôm qua là mình đã tìm kiếm được cái nhóm và tìm được cái từ khóa phủ định. Thì hôm nay bài kế tiếp của mình là bài lập một cái bảng chuẩn để khi mà mình xét quảng cáo, xét cái chiến dịch lên đó, nó dễ hơn. Mình không phải không bị trùng lập mà cũng không có bị trùng lập ý tưởng nè, rồi trùng lập đường dẫn này kia. Nói chung là mình sẽ setup sẵn hết nha. Rồi một cái nữa là rất là quan trọng, các bạn phải nốt lại nha, đó là đối sánh nha. Trong trong này nó có rất nhiều, có bốn loại đối sánh thì mình học được từ thầy Hoàng Trọng Lâm. Các bạn nhớ keyword Hoàng Trọng Lâm nha. Các bạn muốn học ADS Google thì cứ ghé thầy Hoàng Trọng Lâm, chi phí rất là bình thường các bạn. Đôi lúc các bạn nói thật ra chứ, các bạn bỏ 3 4 triệu ra, 3 triệu một khóa học của thầy, bạn về bạn làm đó, nó nhiều hơn số đó rất là nhiều. Trong khi đó các bạn được thầy add một cái tài khoản con đó, được 1.350.000 tha hồ chạy quảng cáo, mà phải hiểu đúng về cái quảng cáo nhất. Còn mình chỉ học lại và có thêm một tí kinh nghiệm trải nghiệm thôi nha. Ok rồi, không muốn nói sâu thêm nữa đâu, spam quá. Rồi bắt đầu. Tới các bạn là xét đối sánh, mình chưa chỉ các bạn viết mấy cái tiêu đề này đâu. Bạn bạn xét đối sánh trước, đối sánh rất là quan trọng. Sau này tiền của bạn ít nhiều hay là đỡ tốn sao là cái đối sánh này. Rồi đầu tiên là đối sánh, gồm có bốn đối sánh. Thầy Lâm dạy mình bình thường nó chỉ có 3 đối sánh ở trên thôi, mà thầy Lâm dạy cho mình thêm một cái đối sánh nữa là đối sánh rộng có điều kiện nha, rộng điều kiện. Bắt đầu đi vào đối sánh đầu tiên nha, đối sánh chính xác. Đối sánh chính xác là gồm có cái ngoặc vuông, hai bên những ngoặc vuông này, đây đây là cái từ ngoặc vuông này, ở trong là từ khóa, ví dụ như bàn ăn. Đây đây là đối sánh chính xác, có nghĩa là người ta sẽ đúng từ này quảng cáo bạn mới hiện lên. Còn ví dụ như là bàn ăn đẹp, chắc chắn là nó sẽ không hiện lên nha các bạn, trừ khi nào mà người ta sẽ để ngoặc vuông ở chỗ này nè. Đó, thì người ta sẽ đúng bàn ăn đẹp, chắc chắn nó sẽ hiện lên. Còn ngoài cái từ này mình không trả tiền cho bất cứ một cái từ nào về cái chữ bàn ăn mà nếu mà không đúng nhu cầu nha. Ví dụ như bàn ăn đẹp, mình sẽ không tốn tiền cho cái từ khóa này nha. Mình chỉ tốn tiền khi mà người ta search đúng bàn ăn, quảng cáo mình hiện lên và người ta click vào nha, người ta click vào thì mình mới tốn tiền. Cái này thì đơn giản thôi đúng không, các bạn hiểu rồi. Rồi cái đối sánh kế tiếp là đối sánh cụm từ. Đây đối sánh cụm từ, cụm từ là có hai cái nhóm ngoặc kép này các bạn thấy không, ở giữa là từ khóa của bạn. Ví dụ mình nói hơi lan man nhưng mà các bạn mới chú ý nha, này rất là quan trọng, tiền của bạn nằm ở đây đó. Rồi ví dụ đối sánh cụm từ có nghĩa là khi nào, ok, vậy có bị hiểu nha. Khi người ta search bàn ăn thì quảng cáo hiển thị. Rồi kế tiếp, hiển thị còn lít hay không là chuyện của người ta nha, chứ không phải của mình làm tốt, mình làm tiêu đề hấp dẫn rồi kích thích lít này kia thì người ta mới 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 lít, rồi người ta nó mới rồi mấy bạn mới được có đơn có đồ nha. Đừng hỏi nhiều về cái vấn đề mà tại sao nó không lít của mình nha, là bài sau đó, bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn đó. Bàn ăn đối sánh cụm từ. Đây ví dụ như người ta search bàn ăn thì quảng cáo hiển thị bàn ăn đẹp, quảng cáo cũng hiển thị bàn ăn rẻ thì quảng cáo cũng hiển thị nha. Có nghĩa là hoặc là
Có nghĩa là khi mà người ta, ví dụ như người ta, ví dụ như bây giờ mình nói ăn đẹp đi, thì quảng cáo sẽ không hiển thị. Các bạn hiểu nha. Miễn là nó có chữ bàn ăn là nó sẽ hiển thị. Nhớ nha các bạn, đối sánh này cực kỳ sử dụng rất là nhiều. Tại vì đối với cái ngành mà các bạn phải hiểu như vậy, là thường thì mình sử dụng rất là nhiều cái từ này. Đối sánh cụm từ chính xác á thì chỉ khi mà cái từ khóa đó nó là từ khóa chính của mình thì mình nên, còn không là từ, cho dù là từ khóa chính này mình để cụm từ này có nghĩa là dính tới bàn ăn đẹp, bàn ăn rẻ, bàn ăn xinh, bàn ăn Hồ Chí Minh là nó đều hiện hết nha các bạn. Còn ví dụ như ăn đẹp hoặc là bàn đẹp nó đều không hiện nha. Nếu mà muốn bàn đẹp, ok, phía dưới này là đối sánh rộng. Đối sánh rộng là sao? Có nghĩa là nó bình thường, nó viết từ khóa bình thường bàn ăn. Đây là những cái mà các bạn hay chạy này, bạn nhớ không? Hồi xưa các bạn không có nhớ, không biết được đối sánh thì các bạn cứ để cái từ khóa này nè, các bạn để vào và nó cứ thế mà nó ngốn tiền. Vì sao? Để mình giải thích cho bạn hiểu là cái từ nó càng rộng thì càng bạn càng tốn tiền. Đối sánh rộng nè, ví dụ khách hàng search bàn đá nó cũng hiện, tại vì nó có dính chữ bàn nè, rộng mà quảng cáo hiển thị. Rồi kế tiếp nha, rồi ăn cơm nó cũng hiện, tại vì nó dính chữ ăn đó, nó rộng là như vậy. Có nghĩa là dính từ nào này là nó cũng quất à, nó cũng được hút quảng cáo mình, nó lên hút lên. Ăn cơm thì nó đâu có đúng nhu cầu của nó đâu mà nó lít, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cho dù nó lít vô nó tốn tiền của mình, chứ nó đâu có, mình đâu muốn phân phối quảng cáo này tới những thằng mà đòi ăn cơm. Hiểu mình nói chứ, đúng không? Rồi đó là bàn ăn rồi ăn cơm, rồi bàn đá kiểu như vậy, hoặc là bàn sắt, bàn inox vọc. Đó là cái đối thủ của mình, nằm đó mà mình vô tình là mình đưa nó quảng cáo giùm để đánh đá, gọi là cho khách hàng học được rằng là à, có bàn đá nhưng mà nó vô không đúng như cậu, ra nó vô lại thằng khác thì thêm tin tưởng nha kia, chứ mình chẳng được cái gì, còn bị mất tiền. Thường thì những cái từ khóa nào, từ khóa đối sánh rộng này á, ở đâu là dùng nhiều nhất? Ví dụ như cái ngành mà nó ít người quan tâm á, ngành mới chưa có keyword nhiều, chưa có cái nhiều, ví dụ như là lũ đạn vậy đó chẳng hạn. Mình nói tào lao nha. Xin lỗi nha. Nhưng mà tại vì cái đó nó không ai bán, không ai bán á, thì từ khóa nó rất là ít, cho nên là người ta mới xét cái từ khóa đối sánh rộng để cho nó có nhiều, thì người ta mới bắt đầu, thì người ta mới phân phối bài viết vô. Mỗi tháng người ta sẽ kiểm tra, mỗi tuần người ta sẽ kiểm tra một lần cái lượng từ khóa cần search trên đó, và người ta xét lại cái từ khóa đó mà người ta lấy nó, người ta đi quảng cáo nha. Có nghĩa là ít người quảng cáo quá, hoặc là không có người quảng cáo thì mình mới đưa cái này lên. Ví dụ như là lũ đạn mình nói vậy đó, mình nói bậy cái nha. Rồi, xin lỗi các bạn. Rồi, thằng nào mà nó dính chữ bàn ăn cái là nó hốt vô, cứ dính chữ bàn cũng hốt vô, ăn nó cũng hốt vô, nó cho hiển thị lên. Trừ khi nào mà đẹp đẽ thì nó sẽ không hiện, tại không giống, không có đúng chữ nào này hết. Rồi, và tiếp tục nè, cái này mới rối nè, mình cũng chưa có hiểu nhiều về cái này lắm. Nhưng các bạn đi học Hoàng thầy Hoàng Ngọc Lâm nhớ hỏi cái này nha, đối sánh rộng nha. Đây, cái này là thầy Lâm truyền lại thôi chứ cũng ít người biết cái này nè. Hồi xưa giờ các bạn chỉ biết ba cái này nếu mà các bạn biết rồi. Đây, rộng có điều kiện, ví dụ như cộng bàn cộng ăn. Đây, để cho nó khi mà khách hàng search cái chữ bàn ăn quảng cáo hiện,
nha, vận cao hiển thị. Ví dụ như bàn không, ví dụ như bàn ăn, bàn ăn đẹp, hoặc là ăn cơm bằng bàn đó, mình đây là mình ví dụ nha. Thì quảng cáo hiển thị các bạn biết sao, thứ nhất là bàn ăn đúng nhu cầu, đúng đúng cái điều kiện này, bạn thấy không, cộng A cộng B có nghĩa là cộng bàn cộng ăn, thì nó sẽ hiện cộng bàn cộng ăn có nghĩa là chứa đúng điều kiện hai cái từ khóa này rồi. Cái điều kiện thứ ba ha, cái điều kiện này, cái thứ ba là cái mở rộng phía sau đó, là đối xứng rộng phía sau đó, có nghĩa là thằng nào mà search vô bàn cộng với ăn đúng với đúng hai cái từ đó xuất hiện là đúng với nhu cầu mình chưa. Đó có nghĩa là bàn ăn, cái sau này nó nói ăn không thì nó cũng đâu xuất hiện, bàn không nó cũng không xuất hiện, phải đúng hai từ bàn ăn và kèm theo cái chữ đẹp rẻ Hồ Chí Minh này kia, hàm bà lằng lô hay là này kia, cứ dính vô cái chữ hai chữ bàn và chữ ăn là nó sẽ hiện. Đây cơm ăn, ăn cơm bằng bàn thì bàn cơm với ăn, tại viết trong nó thì không có liên, không có cần thiết, cho nên là nó miễn là nó có hai cái từ đó là nó sẽ hiện. Thường thì cái đối sánh này ít có ai xét hai từ lắm nha, ví dụ như thường là bàn ăn đẹp hay là bàn ăn gì đó đẹp đi, tại vì biết sao hai từ nó nhỏ quá, khi mà người ta bàn ăn sắt nó cũng hiện, bàn ăn gỗ nó cũng hiện, bàn ăn này kia cũng hiện, ví dụ bàn ăn gỗ nè, đó đó bạn thấy không, bàn ăn gỗ thì thường là người ta sẽ xếp vào ba từ chữ trở lên để khi mà nó đúng đối tượng nhất, ví dụ như bàn ăn inox, bàn ăn sắt, bàn ăn gì nó hiện lên cũng chết nữa. Thế nên là điều kiện thì không có nên đặt cộng một cái chữ điều kiện phía trước nha, bạn phải xếp tới cái đối tượng nó luôn, như là bàn ăn thông minh nè, bàn ăn mặt đá nè, bàn ăn gỗ nè, thì sau này thằng nào xếp đúng chữ bàn, chữ ăn với chữ gỗ bất kỳ chỗ nào trong cái từ khóa mà nó xếp đúng ba, có ba từ đó quảng cáo sẽ hiện, còn ngoài ba từ đó quảng cáo sẽ không hiện. Nhớ nha các bạn, cái này rất là quan trọng. Mình thật sự mình cũng chưa hiểu nhiều đâu, nhưng mà mình hiểu được bao nhiêu mình nói với bạn anh em tới bấy nhiêu thôi. Đó. Khi mà nè, ví dụ như bây giờ chữ bàn ăn không đó, mình bảo đảm nó cũng không hiện đâu. Đây, bạn thấy đó, bàn ăn không nó không hiện đâu, nhưng mà bàn ăn gỗ thì nó sẽ hiện. Bàn ăn gỗ đẹp, bàn ăn gỗ Hồ Chí Minh, bàn ăn gỗ sồi, bàn ăn gỗ xoài, bàn ăn gỗ hành chẳng hạn, thì nó đều lên hết nha. Đấy, từ khóa chính mình nói sơ qua từ khóa chính, bài này hôm nay nó hơi dài nhưng mà thôi kể đi, bài quan trọng thì mình cho nó dài một tí để cho anh em đỡ tốn tiền, xem nhiều, xem bài, xem cái video mình nhiều thì đỡ tốn tiền bao nhiêu thôi, chứ chạy quảng cáo thì ai cũng biết, nó thẳng ra là như vậy nha. Đã, chính xác cái từ khóa nè, thường thì mình không khuyến khích chạy từ khóa chính, các bạn biết sao, ai cũng nghĩ là giống các bạn, như là giá thầu nó đội lên rất là cao. Chuyển qua công cụ lập kế hoạch từ khóa nha, để mình nói với bạn nghe nè, xin lỗi hơi lòng nhưng mà kể anh đi. Đây, các bạn thấy nè, thay vì cái chữ là bàn ăn không á, là bạn thấy cái lượt tìm kiếm là 5.000 máy luôn, 5.000 máy nè, các bạn thấy không? Nhưng mà bàn ăn đẹp nó chỉ giảm xuống còn 2.400 thôi, nó cũng được dạng là một từ khóa chính rồi, nhưng mà bạn từ từ hãy phân tích tiếp. Bàn ăn, mẫu bàn ăn đẹp này các bạn thấy không? Có lượng tìm kiếm rất là ít, nhưng nè giá rất là rẻ, giá thầu cao nhất chỉ có 7.300, từ khóa chính của bạn nè, bàn ăn phải không? 16.000, đây là từ khóa rẻ này, có mình cũng có biết anh ở ngoài Bắc á, là 1 lít lên tới bạn bao nhiêu vậy không, 100 mấy 200.000 bạn 1 lít,
các bạn nghĩ là người ta list vô người ta đã cạnh tranh tốt hay chưa, gọi là đúng nhu cầu chưa mà người ta bỏ 100 mấy đăng list? Có nghĩa là chỉ cần một người xem thôi, cái giống như các bạn gửi một cái tờ rơi ở ngoài đường ấy, cặn đưa cái tờ rơi đó cho người người kia thôi nha, là họ đã tốn hết 100 mấy 200 ngàn đó, thấy không? Ha, mẫu bàn ăn đẹp cũng là bàn ăn đẹp thôi, bàn ghế ăn nó cũng lượng tìm kiếm rất là ít, nhưng mà các bạn nghĩ nó có hiệu quả không, đúng nhu cầu của họ chưa? Nè, mẫu bàn ghế ăn hoặc là mua bàn ghế ăn tại Hồ Chí Minh, bạn thấy nó dài không? Dài nhưng mà thực sự là nó đang đúng nhu cầu nhất của người ta, thì bạn bỏ tiền ra nó không tiếc. Nhưng mà đây là từ khóa chính nè, 5.400 lượt tìm kiếm trung bình, thì 5.400 lượt tìm kiếm trung bình này nhân với 7 cái lượt hiển thị, các bạn nghĩ đi, nhân với 7 lượt hiển thị thì có bao nhiêu quảng cáo xuất hiện, bao nhiêu nhà đầu tư xuất hiện. 5.400 lượt tìm kiếm, 7 vị trí đầu, có nghĩa là người ta gõ vô là tìm kiếm đó, người ta gõ trên Google Search Enter cái là tìm kiếm đó, thì 7 cái vị trí quảng cáo đầu, 3 trang đầu, 7 vị trí quảng cáo trang đầu gồm có 4 top 1, top 2, top 3, top 4 trên đầu trang, top gọi là 7, 8, 9, 10 đi nha, nằm phía dưới chân trang á, cuối trang á, thì đó, nhân với 7, 5.400 lượt tìm kiếm thì bạn mới nghĩ đi, cái lượng cạnh tranh là cực kỳ cao. Mà các bạn biết không, khi mà các bạn bỏ tiền ra 16 ngày này, các bạn nằm trên đầu á, các bạn biết cái đầu, điều đầu tiên các bạn bỏ ra tiền ra để làm gì không? Để hứng lít tặc. Mình xin lỗi mấy bạn mà cạnh tranh mà không lành mạnh, nhưng mình cũng nói luôn là đó, đúng là bàn ăn, bạn thấy không? Bỏ bàn ăn, lít cái bàn ăn một cái là bạn tốn 16 ngàn, hoặc là bạn đặt giá thầu có chừng 7-8 ngàn đi nha, thì các bạn nghĩ đi, cái gì, điều gì xảy ra? Đó là lít tặc. Xếp ngay trên đầu, bạn bỏ giá thầu 16.000, 17.000, 1, 2, 3, 4 đi, từ 10.000 tới 16.000 đi, thì hứng lít tặc cho người ta, chứ hứng cái gì, đúng không? Ai cũng nghĩ ra từ đó mà, chẳng có thằng lít tặc nào mà nó search vô tới là bàn ghế ăn tại thành phố Hồ Chí Minh rồi nó lít tặc đâu, ít cái thằng đó lắm, thường thì nó chỉ search những cái từ khóa chính thôi, ví dụ như bàn ăn đẹp, bàn ăn gỗ, bàn ăn hiện đại, bàn ăn này kia thôi, chứ chẳng có thằng nào mà rảnh ngồi nó gõ bàn ăn tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ở ngồi lít đâu, không có, ít lắm nha. Cho nên là mình không khuyến khích, không phải là không khuyến khích, nhưng mà từ khóa chính các bạn đừng quá đặt giá thầu cao quá, để mình lên top mình hứng lít tặc á, nha các bạn, nhớ giùm. Rồi, vấn đề lít tặc là cả một vấn đề phía sau đó, thầy Hoàng Trọng Lâm sẽ dạy các bạn. Mình không PR nhưng mà thật sự thầy tốt mình mới lan truyền nha. Rồi, bạn ăn, mình thấy không? Nhớ đừng có để lít tặc nó lấy tiền của bạn, mà trong khi khách hàng thì nó không biết được. Rồi bây giờ mình quay lại với cái bài học của mình, là bây giờ mình xét đối sánh làm sao nha. Nhớ các bạn, nhớ note cái này lại nha, cái này rất là dễ quên nha. Rồi bây giờ mình xét đối sánh làm sao cho nó đúng nhất, theo mình được biết, mình học được của từ thầy, thì để mình xét được đối sánh chính xác, các bạn xét như cái này, các bạn bấm vào cái nơi càng xét đối sánh, các bạn Ctrl C, càng Ctrl F, càng Ctrl V, nè, các bạn thấy không, 56 dòng là đều có cái từ khóa này, bạn thấy không? Sẽ bạn thấy không? Thì xét nó là chính xác. Lớn hơn hoặc bằng 2 là chính xác. Còn lại là đối sánh. Nhớ không? Còn lại là đối sánh cụm từ. Nhớ nha các bạn. Rồi tiếp tục. Nè, 2 nè. Lớn hơn bằng 2 là đối sánh
lớn hơn 2 chứ nhỏ hơn bằng 2 thì là đối sánh cụm từ nha. Lớn hơn 2 mới được nha bạn. Sorry. Lớn hơn 2 thì cái này bằng 2 mà. Cụm từ. Nhớ nha các bạn. Các bạn phải hiểu được cái này nha. Nói lại nha, chính xác nha. Đây, làm lại từ đầu cho các bạn nè. Mình rất không mong rằng là các bạn không hiểu cái này. Tiền của bạn nằm đây cho nên là mình phải kiếp, phải cho các bạn biết được cái gì đó thì nó mới giá trị. Chứ còn nếu mà ngắn quá mà không có hiệu quả thì cũng như không. Rồi, lại nha. Bàn ăn. Bây giờ mình muốn tìm đối sánh cho từ khóa này. Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V. Đây, tìm phim nha. Dưới dòng này lớn hơn đây nha, 56 cell nè. Các bạn thấy không? Nữa nha. Lớn hơn 2. Lớn hơn 2 nha. Thì là đối sánh chính xác. Rồi tiếp tục. Ctrl V, copy paste vào để thôi. Fill. Nếu nhỏ hơn một hoặc bằng 2 thì là đối sánh cụm từ. Tiếp tục. Nhỏ hơn hoặc bằng 2 là đối sánh cụm từ. Nhỏ hơn một bằng 2 đối sánh cụm từ. Này, tiếp tục làm vậy. Nhìn những cái từ nào là chính xác hoặc là chính xác. Đây, bằng gỗ nè. Bằng gỗ hoặc lúc nó sẽ có bằng gỗ sồi nằm phía dưới đó nha. Mình đừng khinh thường nữa nha. Nằm phía dưới của cái đám này nè. Ví dụ như bằng gỗ sồi, bằng gỗ mít, bằng gỗ tre kiểu vậy nha. Đây là cái từ khóa rất là ít mà mình lấy ra để mình thực hành cho các bạn coi thôi, chứ không phải là mình nó không có đâu nha, các bạn đừng có chủ quan nha. Chủ quan là mất tiền, các bạn phải nghĩ vậy đó. Đây, bàn ăn đẹp cũng nè, bàn ăn đẹp nó rất là dễ bị có đối sánh chính xác ở đây nè. Họ còn thấy không? Bàn ăn đẹp ở đây là bàn ôi cha thịt ngoài, sorry, tại vì mình sẽ tới dưới đây nè. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có phía dưới bàn ăn đẹp, tại vì thiếu gì bàn ăn đẹp Hồ Chí Minh, bàn ăn đẹp Thủ Đức, bàn ăn đẹp An Giang, bàn ăn đẹp Bình Thuận kiểu như vậy nha. Cho nên là, nhưng mà ở đây á, mình lấy số ít như vậy á, là mình thấy nó có một mình nó, cho nên là đây nè, đây để mình lấy ví dụ cho bạn coi nè. Ví dụ nha, đây như cái bàn ăn thì nó là từ khóa chính đó, mình không có nói tại vì nó rất là nhiều rồi. Bạn thấy bàn ăn gỗ không? Ctrl C nè, Ctrl V nè. Bàn ăn đẹp, bàn ăn gỗ nè, quên phiên nè, bạn thấy không? Này, có 6 cell nè, 6 cái từ mình nó giống nhau nè. Lớn hơn 2 thì là đối sánh chính xác. Lâu mới có một cái. Này, tiếp tục CF về final bằng 2 hoặc nhỏ hơn 2, bằng hoặc nhỏ hơn 2 đối sánh cụm từ. Nhớ nha các bạn, tiền của các bạn nằm ở đây nha. Rồi, mình làm tới đây thôi. Rồi bây giờ bạn qua cái folder nãy nè, cái từ khóa không dấu nãy bạn nhớ không? Đây, hút nó về lại, trả em về lại vị trí ban đầu. Thì bên này sao, bên đó như vậy. Để các bạn biết sao không? Tại nè, để mình sẽ cho bạn coi. Ví dụ như bàn ăn nè, tại vì ở trong
nó có nhiều lắm, cho nên là đôi lúc nó dính luôn cả cái từ có dấu nữa, cho nên là mình muốn tách riêng nó ra là để nó không bị dính mấy cái từ khóa không dấu, cái từ mà có dấu nè, để khi mà mình xét đối sánh nó cho nó chính xác rồi. Đây, bên kia làm sao thì bên đây như vậy, hoặc là xong cái bước này đi, cái mình cầm C bỏ qua đây, mình chuyển mã luôn. Dán ra đây đấy, nhưng mà nó sẽ không có đúng nữa, thấy không? Này có cái nó sẽ ở vuông, có mặt vuông, có cái nó không ra mặt nè, tại vì mặt kép nó không hiểu, cái nào mặt vuông thì nó hiểu thôi đó, cho nên là mình phải làm bằng tay thôi, đừng có làm biến, tại vì mình cũng nghĩ ra được điều này rồi, nhưng mà làm trước rồi nhưng mà nó đều không được. Các bạn cố gắng làm nha. Đó, đây là cái bước mà tại sao mình nói mấy bạn agency mình không khuyến khích, là tại vì các bạn nghĩ đi, người ta chạy thuê cho các bạn thì người ta search vào những cái từ khóa chính, cái từ khóa mà cần chạy thôi, chứ họ đâu có nghĩ sâu xa về vấn đề mà xét đối sánh này kia cho nó đẳng cấp đâu. Không phải, tại vì các bạn phải như nè, các bạn tiếp tiền của các bạn mới 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 bỏ thời gian đó bạn làm, và bỏ thời gian đó làm sao cho nó đúng. Còn mấy bạn đó, mấy bạn biết mấy bạn ăn cái gì không? Phần trăm số tiền mà nó mấy bạn nó chạy được kèm theo hiệu quả đấy, nó kèm theo hiệu quả có nghĩa là ví dụ như bạn nghĩ đi, ví dụ họ chọn từ đây họ chạy 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 đi, thì họ sẽ không bao giờ tìm từ khóa vô địch, chẳng bao giờ tìm cái gì hết đâu, người ta chỉ cần bỏ lên đó người ta chạy chạy một thời gian á, nó ra tiền, nó cắn tiền của bạn nhiều rồi á, thì họ sẽ ăn được từ 5 tới 15% tùy, tốt hơn 25%. Thì bạn bỏ 100.000 với bạn thuê thì hết 15.000 là để tiền để agency lấy tiền chạy quảng cáo các bạn, cho nên là càng nhiều tiền thì mấy bạn càng kèm hiệu quả, mấy bạn các người thuê quảng cáo mới thuê đúng không? Đó là lý do cho nên là mình nói là không phải là mình không biết cái bạn agency đó là nghề nghiệp mình không, mình xin lỗi là đụng chạm, nhưng mà mình không muốn là những các bạn mà đây là mình làm cho các bạn gọi là startup, cho nên là mình muốn các bạn hãy bỏ công nhiều hơn bỏ tiền, tại vì tiền đối với bạn bây giờ nó đang rất là quan trọng. Ok, hiểu nha. Nên còn lại là xin hãy thông cảm cho mình nha các bạn. Xin đây phủ định, sẵn nói về cái đối sánh đúng không, phủ định cũng phải có đối sánh. Đối sánh của phủ định là cái gì? Đối sánh của phủ định là cái gì? Đối sánh phủ định các bạn hãy để là chính xác hết cho mình nha các bạn. Rồi các bạn làm gì cho nó nhanh nè, bằng cái này và số 7 á, cái này và cái này em cần xác hết cho mình nha. Kéo xuống cái này cũng kéo xuống thì nó mới hiện lên nè các bạn. Đôi lúc các bạn không có kéo này xuống nè, bạn làm hai cái đầu ở trên không à, cái bạn nói ủa sao nó không ra anh ơi, thì đó là lý do, đây là lý do nha. Nó nói, anh ơi sao mà nó không ra, sao anh ơi sao nó không ra, thế này thế kia, các bạn phải nhớ cẩn thận đây. Đôi lúc nè, tại xong xong đối sánh rồi đó, đối sánh trong này là phải chính xác hết nha, đừng có để đối sánh rộng nha, cũng chẳng để đối sánh cụm từ nha, tại vì trong cụm từ nó có bàn ăn các bạn thấy không, nó đối sánh rộng nó cũng có bàn ăn các bạn thấy không, bạn mà để đối sánh rộng đối sánh cụm từ hả, nó sẽ bàn ăn lên mà nó không thấy cái quảng cáo của mình là mình không không mắc miếng tiền nào luôn không mắc, nó không cắn tiền của bạn, không mắc miếng tiền nào của bạn á, thì đồng nghĩa việc là khách hàng không thấy quảng cáo, mà không thấy quảng cáo thì không lít thì bạn không có đơn. Rồi tiếp tục nè, mình giảng thêm cho mình lắng qua cái phần kia một 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 bài một một, một phần đây.
tại vì ở trong cái nhóm cái quảng cáo là khi mình tạo chiến dịch đó, nó có hai cái quảng cáo. Để mình nói đây đi, từ sau mình nói nó có hai cái quảng cáo, hai quảng cáo nha, trong chiến dịch nhóm quảng cáo là trong quảng cáo nha. Đây, thì nó có hai cái quảng cáo hoặc là trên hai, một hai ba ba cái quảng cáo, thì Google sẽ đánh giá nếu bạn viết được nhiều bài quảng cáo khác nhau thì Google nó xem xét, nó vào trong cái quảng cáo của mình, chiến dịch của mình, nó xét vào thử coi có bao nhiêu quảng cáo đẩy lên. À thì các bạn nghĩ đi, chắc gì là nó xuất hiện lên lần đầu tiên á là người dùng lít điệt liền đâu, tại vì đôi lúc cái này hay cái kia hay không đúng nhu cầu, còn khách hàng nó nghĩ cái gì là chuyện của nó chứ đâu phải là chuyện của Google. Cho nên nó chỉ có việc là lấy quảng cáo mình lên cho khách hàng xem. Mà khách hàng á, họ nhiều người họ nghĩ này, đàn bà nghĩ này, đàn ông nghĩ kia, con vợ nó nghĩ này, chồng nghĩ kia, không thể đánh giá hết được. Cho nên phải viết trên hai bài viết, trên hai bài quảng cáo để làm gì? Để Google nó móc ra, à thằng này đúng nhu cầu nè, móc ra cho nó. Thằng này đúng nhu cầu nè, móc ra cho nó. Rồi tới đó mình sẽ đánh giá được cái quảng cáo này hiệu quả và không hiệu quả, mình xóa cái kia đi rồi mình thấy được cái hiệu quả nha. Nói nó cũng hơi mơ hồ nhưng mà bữa sau mình sẽ hướng dẫn thêm. Thì các bạn nên tạo lên một dòng cho mình để mình viết hai quảng cáo á, mà hiểu không, biết không, hiểu không? Thì các bạn cứ làm như đi, bữa sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chính xác hơn. Có nghĩa là bạn thêm một ô trống ở giữa mấy cái hàng này. Tiếp tục làm nha, làm phía dưới luôn nha, làm hết phía dưới, không có thời gian đâu, không phải là không có thời gian đâu, nhưng mà để cho chị được nhiều thì để cho nó không bị lộn giữa cái này lẫn kia, bạn thấy không, rối không? Thì các bạn tô màu đi, thích thì mua tô màu này, thích thì tô màu kia đó, để cho biết là nguyên một hàng này là bạn bè với nhau nè, là anh em với nhau nè, cái kiểu như vậy nha các bạn, để các bạn hiểu được rằng là làm quảng cáo nó không đơn giản đâu. Thế thì họ cũng phải làm như vậy nè, thấy không? Mình thấy nè, đây là từ con chính nè, viết tiêu đề, viết tiêu đề một, tiêu hai, rồi ok, có gì thì comment dưới, không hiểu cái gì comment phía dưới, mình sẽ giải đáp hết cho các bạn. Tiền của các bạn nằm ở giai đoạn này, còn mấy cái kia là chỉ là một cách để tối ưu thôi.